Chào mừng quý vị đến với kênh Người Nhà Cụ Âm Thanh Ánh Sáng Thứ Tư. Dạ vâng, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 11 năm 2020. Tại sao Thứ Tư phải nói ngày tháng thế? Bởi vì là có những anh em điện hỏi cái bộ dàn Sony 7.2 là còn không. Thì những cái bộ này em đăng lâu rồi, 1-2 tháng trước hoặc có thể vài tuần trước thì đã ra đi rồi. Nên là hôm nay em mới về bộ này, em phải báo cái ngày là em đăng như thế để anh em biết. Cho nên là cứ hỏi điện là còn không. Thì hôm nay em mới về một bộ dàn Sony 7.2 2012W với màng carbon, một âm ly chính, hai cục súp, tóm lại là tổng là có 9 cái loa và một âm ly, dây dắt phụ kiện đầy đủ, điều khiển các thứ đầy đủ. Bộ này còn rất đẹp, anh em không cần phải soi nha. Dù Tứ sẽ bao zin cho anh em, bao xịn cho anh em, bao zin, bao xịn, bao đẹp. Đấy, anh em có nhu cầu liên hệ ngay, chỉ về được một bộ thôi mà rất nhiều anh em từ nọ điện hỏi rồi, bây giờ không biết để cho ông nào hết. Cho nên anh em nào cứ mua và thiện chí biết thì là alo trực tiếp cho nó dễ. Số điện thoại 0974682663. Anh em mua hàng tôi tới ship cho anh em. Về được một bộ thôi ạ. Về bộ nào là sẽ bay bộ đấy, nên anh em nhanh tay nhá. Dàn Sony 7.2 2012W. Anh em nghe nhạc xem phim rất hay, kê trưng bày phòng khách rất đẹp. Nếu cần hát karaoke thêm một bộ mic, một con vang số hoặc con vang cơ nữa là xong. Vang số hoặc vang cơ cũng được. Đấy, và một bộ mic nữa là chúng ta thành một bộ karaoke hát rất hay, nghe nhạc rất ok, hình thức đẹp, giá cả hợp lý nha. Xin chào tất cả anh em.